Emily kính chào tai ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 1 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho quý khán thính giả thân yêu luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ hạn chế xuất khẩu bộ xử lý AI tới Trung Đông Quả báo nhãn tiền, Tính mạng nói Chúa Miss McConnell báo động đỏ. Bão Idalia mạnh nhất trong 150 năm đổ bộ vào Florida khiến 300.000 người mất điện. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, vào ngày 31 tháng 8, chính quyền Joe Biden đã chính thức chặn việc bán một số bộ xử lý trí tuệ nhân tạo của Nvidia tới Trung Đông. Trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại về việc Trung Quốc tiếp cận các tài nguyên AI quan trọng Nvidia với trị giá hiện tại đã lên tới 1,2 ngàn tỷ đô, là một trong những công ty có giá trị nhất trên thế giới, đã được yêu cầu phải xin phép khi có ý định xuất khẩu các bộ xử lý AI sang một số quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh tòa bạch ốc leo thang hạn chế an ninh quốc gia đối với chất bán dẫn tiên tiến các bộ xử lý S100 và A100 của Nvidia với chức năng tăng tốc tác vụ học máy là công cụ quan trọng để đào tạo những phần mềm AI như ChatGPT. Những phần cứng này chính là trung tâm của cuộc đua toàn cầu về sức mạnh tính toán khi các quốc gia tìm kiếm sự dẫn đầu trong lĩnh vực AI. Các hạn chế được cho là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn tham vọng AI của Bắc Kinh được thiết kế để ngăn chặn việc bán chip cho nước này và hạn chế các tổ chức ở Trung Đông liên kết với các công ty AI của Trung Quốc. Tới nay, Saudi Arabia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều đã tổ chức các cuộc thảo luận với Trung Quốc về việc tăng cường liên kết hợp tác phát triển AI và đã chi hàng triệu đô la để đặt hàng ngàn hàng ngang bộ xử lý của NVIDIA. Bộ trưởng truyền thông Saudi al đã ký một kế hoạch hợp tác chiến lược với Trung Quốc, bao gồm cam kết hợp tác chặt chẽ về AI. Trước đó, một số công ty bán dẫn, trong đó có Nvidia và Intel, từng cảnh báo hạn chế xuất khẩu bộ xử lý AI sang Trung Quốc, về lâu dài sẽ dẫn đến việc ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ mất đi cơ hội dẫn đầu và thế cạnh tranh tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Quả báo nhãn tiền Tính mạng Reynolds Chúa Miss McConnell báo động đỏ Quý vị thân mến, hẳn là quý vị chẳng còn xa lạ gì với ông Reynolds Chúa Miss McConnell này. Quan điểm của Emily vẫn luôn tin tưởng về luật nhân quả. Những người sống độc ác thì cuối cùng bằng cách nào đó, họ cũng sẽ lãnh một cách cục trả giá cho riêng mình. Quý vị xem, đang xem video này, quý vị có nghĩ đây là quả báo của ông Miss McConnell hay không? Cũng như trong lần trước, có vẻ như sức khỏe của ông Reynolds này đã ngày càng trầm trọng rồi. Vì ông ta đang còn nắm giữ chức vụ nên không thể mãi ở nhà dưỡng thương được. Và trong lần xuất hiện này, cộng đồng mạng lại bắt gặp ông ta không bình thường thưa quý vị. Ông tiếp tục bị đông cứng trong khi phát biểu tại một cuộc họp báo. Sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, thì ông ta bị nhân viên kéo ra khỏi bục. Như quý vị đang xem trên màn hình. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện 81 tuổi Miss McConnell đã chết lặng hôm thứ Tư. Đây là lần thứ hai trong khoảng một tháng khi nói chuyện với các phóng viên. McConnell đang tổ chức một cuộc họp báo ở Covington, Kentucky, thì ông ta khoanh vùng và không phản hồi khi được hỏi một câu hỏi về việc ông ta tái tranh cử vào năm 2026. Một phóng viên hỏi McConnell, ông nghĩ gì về việc tái tranh cử? Miss McConnell hỏi ngược lại, suy nghĩ của tôi về cái gì? Bà nghĩ gì về việc tái tranh cử vào năm 2026? Phóng viên nhắc lại. Tuy nhiên, ông ta đã không trả lời mà tiếp tục ngây người trong vòng 10 giây. Sau đó, một phụ tá đã nhìn ra tình trạng bất ổn liền xuất hiện bên cạnh ông và hỏi liệu ông có nghe thấy câu hỏi không khi McConnell đứng im với đôi mắt mở to. McConnell có vẻ bình phục sau vài giây và người trợ lý cố gắng tiếp tục cuộc họp báo. Nhưng rõ ràng là McConnell không đủ khỏe để tiếp tục. Thưa quý vị, ông McConnell bị chấn động và gãy xương sau một cú ngã vào tháng 3. Ông ta phải nhập viện và phục hồi một thời gian trước khi trở lại thượng viện vào giữa tháng 4. Video được phóng viên Hannah Thomas đăng tải. Thomas đã đăng nhiều hơn từ cuộc họp báo cho thấy người phụ tá hét vào tai của McConnell những câu hỏi của phóng viên khi bà ấy đứng cạnh ông ta và McConnell hầu như không nói mạch lạc để đáp lại trước khi người phụ tá cắt ngắn máy ép. McConnell đã nhanh chóng kết thúc cuộc họp báo của thượng viện và trở lại ngay sau thời gian nghỉ ngơi người phát ngôn của McConnell cho biết lãnh đạo McConnell cảm thấy choáng váng trong giây lát và tạm dừng trong cuộc họp báo ngày hôm nay tuy nhiên một phụ tá cho biết mặc dù ông ấy cảm thấy ổn nhưng để thận trọng lãnh đạo sẽ hỏi ý kiến bác sĩ trước sự kiện tiếp theo Nhà lập pháp lâu năm của đảng Cộng hòa trước đó đã đứng im khoảng 30 giây trong cuộc họp báo cùng với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa khác trên đồi Capitol ở Washington, DC một tháng trước. Vào thời điểm đó, một phụ tá nói với Fox News Digital rằng ông cảm thấy choáng váng và bước đi một lúc. Bão Indalia mạnh nhất trong 150 năm đổ bộ vào Florida khiến 300.000 người mất điện. Kính thưa quý vị, vào ngày 30 tháng 8, cơn bão Idalia đổ bộ vào bờ biển vùng vịnh Mexico của Florida với sức mạnh cấp 3, gây lũ lụt và khiến hàng trăm ngàn người dân mất điện. Sau đó, nó đã bị hạ cấp xuống thành cơn bão cấp 2 và cấp 1, hiện đang di chuyển vào miền nam của Georgia. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét đã được ban bố tại các quận Bruce và Laudes, bao gồm cả Vodasta của Georgia, vào buổi trưa theo giờ miền đông nước Mỹ. Theo trung tâm bão quốc gia Mỹ, mặc dù cơn bão Idalia sẽ suy yếu hơn nữa khi vào trong đất liền, nước dân do bão gây ra đang lập mực nước cao kỷ lục tại một số địa điểm dọc theo bờ vịnh. Trung tâm cho biết có thời điểm cơn bão Idalia mang theo sức gió gây thiệt hại lên tới 130 dặm trên giờ. Nó gây ra lũ lụt khi đi qua vịnh Apalachee và đổ bộ vào khu vực Big Bend, nhấn chìm các con đường. Phu nhân của thống đốc tiểu bang Florida, bà Cassie DeSantis, cho rằng. Cơn bão đã đánh sập một cây sồi hàng thế kỷ tại dinh thự của thống đốc và chia sẻ hình ảnh cây cổ thụ bị xẻ đôi. Thống đốc DeSantis cho biết không có ai bị thương. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương quốc gia NOAA, tính đến 10 giờ sáng thứ Tư, cơn bão đã lên đến cấp 2 với sức gió duy trì 105 dặm trên giờ và thậm chí có thể cảm nhận được ngay cả ở Georgia. Nhà chức trách cảnh báo dù bão đã suy yếu đôi chút nhưng vẫn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cục khí tượng quốc gia Tallahassee, tiểu bang Florida, gọi cơn bão Indalia là chưa từng có khi nó mạnh lên nhanh chóng trên vùng nước ấm của vịnh Mexico và đạt đến cơn bão cấp 4 trong vòng 24 giờ trước khi đổ bộ thành bão cấp 3. Cục khí tượng quốc gia cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến cường độ bão mạnh như vậy trong thời gian ngắn như thế. Đối với khu vực Big Bend, đây là cơn bão mạnh nhất trong hơn 150 năm. Không có cơn bão lớn nào cấp 3 trở lên đổ bộ vào Big Ben của Florida kể từ năm 1851, khi dữ liệu bão lần đầu tiên được ghi lại. Cơn bão Indilia là cơn bão đầu tiên. Cơn bão nhiệt đới này dự kiến sẽ tiếp tục đi về phía đông bắc qua Florida và tiến vào Georgia. Tính đến sáng thứ Tư, hơn 280.000 cư dân tiểu bang Florida và ít nhất 20.000 cư dân tiểu bang Georgia bị mất điện. Thông đốc tiểu bang Florida, ông Ronny DeSantis đã tạm dừng hoạt động tranh cử của mình, xác nhận trong một cuộc họp báo vào sáng thứ Tư trước khi cơn bão đổ bộ rằng điện đã được khôi phục cho 100.000 ngôi nhà và 50.000 ngôi nhà vẫn chưa có điện. Thưa quý vị, ông Ronnie Santis cho biết, với tiền đề đảm bảo an toàn, công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ tiếp tục trong suốt cơn bão. Ông cũng cho biết, hiện tại có 650 phương tiện hạng nặng của Bộ Giao thông Vận tải đang tham gia cứu trợ thiên tai và khoảng 30.000 nhân viên truyền tải chịu trách nhiệm khôi phục nguồn điện. Các bãi biển và đại lộ giao thông ở Florida bị ngập lụt và xe cộ mắc kẹt. Nhà chức trách kêu gọi người dân không ở trong xe vì xe có thể dễ dàng bị gió mạnh và nước lũ cuốn trôi. NOAA cho biết Mực nước tại Cedar Key đã vượt quá 10 feet, tương đương với 3.048 m vào sáng thứ Tư, phá vỡ kỷ lục trước đó là 5,99 feet, tương đương với 1.826 m trong cơn bão Hermony vào tháng 9 năm 2016. Tiểu bang Florida đã ban bố tình trạng khẩn cấp ít nhất 50 lần liên tiếp. Đại học Florida hiện đã hủy lịch học, sân bay quốc tế Tallahassee và sân bay quốc tế Tampa cũng đóng cửa vào hôm thứ ba, ông De Santis đã cảnh báo cư dân trong đường đi của cơn bão phải sơ tán ngay lập tức và triển khai 5.500 thành viên về bên quốc gia của bang để ứng phó kịp thời. Thông đốc nói thêm, các bạn thực sự phải sơ tán ngay bây giờ đã đến lúc rồi. Nếu các bạn ở nhà tối nay thì sáng mai sẽ rất tệ. Thông đốc cũng thông báo rằng Uber sẽ cung cấp các chuyến đi miễn phí đến các trung tâm dịch vụ bão cho cư dân. Phản ứng từ phía chính phủ, ông Biden đã được nhóm cấp cao của ông thông báo định kỳ vào thứ Tư và phát biểu vào buổi chiều về cơn bão và có các biện pháp ứng phó của liên bang. Vào cùng ngày, ông Biden cũng viết trên Twitter, cho biết khi cơn bão Idalia càng quét bờ đông, ông đã gọi điện cho các thông đốc của Florida, Georgia, Nam Carolina và Bắc Carolina, nói với họ rằng các tiểu bang này đã nhận được sự hỗ trợ an toàn của chính phủ liên bang. FEMA cho biết, chính quyền Biden đã huy động hơn 1.500 nhân viên liên bang và hơn 540 nhân viên đội tìm kiếm cứu nạn đô thị để triển khai cứu nạn tại hiện trường. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn và đã triển khai 3 đội hỗ trợ người sống sót sau thảm họa tại Florida. FEMA cho biết họ đang chờ yêu cầu từ các tiểu bang, trong đó bao gồm các nguồn cung cấp quan trọng như 1,3 triệu bữa ăn và 1,6 triệu lít nước. Lực lượng công binh lục quân Mỹ cũng đã được triển khai trước để nỗ lực khôi phục nguồn điện. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epoch Kính chúc cho quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.